Đây là cầu tuột cá. Mấy bạn cá mà nhảy ra đây là nó tuột một lèo xuống đây luôn. Đó, cầu tuột cá. Đó, tuột. Thấy chưa? Nói là nó làm liền. Lương và cá. Đừng có ngu ngu nhảy ra ngoài là bể đầu đó nha, chấn thương sọ não đó nha. Té xuống đây là bể đầu hết. Thích chứng tỏ quá cái con này. Sắp được về tự nhiên rồi. Không tiết kiệm sức lực mà vùng vẫy quá trời. Chuẩn bị chuyến cuối. Có ba anh thả cá đằng kia, chưa có kinh nghiệm. Thả mấy con cá chép con, bị sóng đánh văng vô bờ, lụm quăng ra lại. Rồi các anh sẽ có bài học nếu vô hội phóng sinh. Bắt ếch. Trời. Ok. Như kế hoạch, ếch sẽ thả chỗ khác. Ếch mà thả xuống đây là không biết đi về nơi nào. Vô tay hết. Ếch thả đùm nha. Dạ đúng rồi, ếch là phải thả đùm mới được. Ếch mà thả đây là hành ếch chiên bơ. Ếch thả đùm. Lẩu ếch. Ếch xào lăng. Ếch ru ti. Chấm bánh mì. Phải vô lùm thôi. Ok, chuyến cuối mình có nên tham gia không? Ok, mình sẽ lên được chuyến này. Ok, tạm biệt. Đi chuyến này đi, con đi thả ếch cho, con giữ cái này đi. Anh đi thả ếch hả? Con đi thả ếch, đây thì đi cầm máy này. Sao giữ điện thoại nhiều quá vậy? Đi đi. Thả đi cho hết kìa.